Yummy, yummy, yummy. Nhằm gì mà đòi ngon của người ta. Tầm lâu thế. Sao đây đợi em lâu thế? Chị ngồi ở đây đợi bao nhiêu lâu rồi? Tao ngồi ngắm cá kìa. Ngồi đây, ngồi đây. Ô, có cái gì đấy? Hôm nay chồng mình có một cười. Loại mới à? Chị đã được bao giờ được ăn là... Chị mình chỉ ăn phô mai có vỏ cười đúng không? Đúng rồi. Chị được ăn phô mai con vỏ cười là còn chấm bánh nữa. Mới có ngon không nhỉ? Nhưng mà ăn vào cái cười tươi cho con bò này đã thấy tươi rồi. Mở chưa đi. Chị mở nhá. Ăn này là chị thích nhất đây. Không biết như nào nhỉ? Chị chưa ăn bao giờ luôn ấy. Chị ăn phô mai không ạ? À... Đây nhá, đây là bánh còn đây phô mai này. À ừ nhỉ, ôi chấm. Ăn, ôi bánh đu cây vào cái này à? Phô mai nhảy xà vào trong cái, à quên, bánh que nhảy xà vào trong phô mai. Bây giờ chị em mình sẽ cho bánh que nhảy đu xà vào phô mai nhỉ. Wow. Wow. Ôi, ngon thế nhỉ. Để đây xem nào. Xui nhìn này. Ngon hơn phô mai trước ấy. Bây giờ hai chị em mình cùng nhau chấm nhé. Hai chị em mình là đứa chú ăn phô mai đúng không? Bây giờ nhá, bánh nhá, mình phải quét một miếng phô mai. Wow. Thơm tuyệt luôn. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ngon không? Ngon không phô mai kia không? Đúng rồi, ăn là chúng mình sẽ cao. Khỏe nữa. Rồi. Nữa cho chị giúp ta. À, được. Ui, nhưng mà ngon thế nhở. Ngon thật đấy. Ngon nhở. Ăn nó béo béo ngậy ngậy xong rồi chua chua ngọt ngọt nhỉ. Ăn cái nước. Em với muối này đâu ấy? Chị có bỏ hay cây gì? Ở đâu chị cây bán à? Ôi ngon thế này à, tí nữa chị em mình ăn xong đi mua tiếp đi. Chị thích ăn này lắm. Trời ơi, lần đầu tiên được ăn phô mai chấm với bánh que ấy em nhở. Mình á thường á chỉ chấm với sô cô la này hoặc vali thôi đúng không? Nhưng bây giờ không chấm cả phô mai á. Nhưng mà chị thấy ăn này ngon bởi vì nó ngậy mà. Ngon nhở. Yummy yummy yummy. Nhằm gì mà đòi ngon của người ta. Hết rồi. Rồi, này ngon quá luôn ạ. Ngứa hai cây. Chị em mình ra mua đi. Không nhỡ ngon như này á, cứ mọi người mua hết thì sao? Ăn đi, ăn đi, lúc ảo mồm ấy. Ăn rồi đi không? Đi mua đi. Cái này nhá, phải mang có rác không, đừng mất thêm mua. Ra mua trường đâu, bẩn đấy. Ngon nhờ. Cảm ơn, cảm ơn. Cháu đi mua không hết nữa nào. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.